nay mình sẽ, hôm trước thì mình có video mà chị anh quay cái mấy cây hoa của mình đó. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video để chỉ các bạn cách trồng hoa cúc nha. Hoa cúc này ở nhà mình chỉ là trồng chơi thôi, chứ không phải là giống như người ta trồng mà để buôn bán. Mình vô tình mình trồng chơi thôi, nhưng mà mình thấy cái mình trồng á nó cũng dễ trồng lắm. Bây giờ mình chỉ cho các bạn cách để mà nhân giống cây hoa cúc á. Vì ở ngoài họ bán cây hoa cúc cũng khoảng 10 đồng một cây nhỏ xíu à. Mà mình về mình trưng một mùa cái nó tàn hết. Mình thấy uổng. Mình thử mình cắt nhánh của nó, mình nhân giống. Thì mình thấy là mình nhân giống nó thành công. Tại vì cái này là mấy cây hoa cúc mà mình trồng mùa năm ngoái nè. Cái nó hoa nó tàn hết rồi, cái mình cắt nhánh rồi cái mình nhân giống nó lên. Mình nhân giống nó lên thì khoảng cái này là khoảng 4 tháng. 4 tháng sau thì nó lớn vậy nè. Nó lớn khoảng 1-2 tháng sau nữa là nó sẽ có hoa đó. Thì cũng khoảng 5-6 tháng là cây hoa cúc của mình nó sẽ trổ bông nữa. Thì bây giờ mình chỉ các bạn cách để mà nhân giống hoa cúc rồi bón phân nó nha. Ok, bây giờ để mình chọn cái nhánh để mà mình cắt. Giống như mình chọn cái nhánh này đi. Cái này là bông cúc trắng nè. Cúc trắng, các bạn thấy không? Trắng cái nhụy nó màu vàng nó cũng dễ thương lắm. Đó. Bây giờ mình sẽ cắt cái nhánh của nó. Cắt cái nhánh này là nhánh đậu tược, cái nhánh non của nó nè. Cái nhánh non của nó nè, mình thấy không? Cái nhánh này là nhánh non, là mình sẽ cắt một khúc khoảng 3-4 lá thôi. Đó, mình cắt một khúc khoảng nhiêu đây. Đó, bây giờ mình sẽ phải nhân giống nó nha. Rồi được rồi. Ok. Thì bây giờ ha, mình sẽ lấy cái loại thuốc này nè bạn. Connect nè. Các bạn có thấy không? Connect này là cái loại thuốc này là nó có cái chất mình gắm cái cây mà mình cắt hồi nãy đó, mình bỏ vô cái dung dịch này. Cái này nó bán ở bên đằng á, mình bỏ vô cái dung dịch này, mình nhúng nó vô, mình nhúng cái đuôi của nó vô, rồi sau đó rồi mình cứ cắm trong cái chậu đất mà mình đã chuẩn bị sẵn nè. Cái chậu đất đó mình đã chuẩn bị sẵn đó, mình cắm nó vô vậy thôi. Xong rồi mình tưới đậm nước nha. Mình tưới đậm nước. Cứ mỗi ngày mình cứ tưới. Tưới sáng, trời mát tưới. Và chiều mình tưới một lần. Tưới đậm nước. Trong 2 tuần thì nó sẽ mọc ra cái rễ. Cái đất này là mình cũng mua ở bên này. Đất này là đất mà potting mix. Cái loại này nè. Nếu mà các bạn muốn mua thì mua loại này. Premium potting mix. Okay. Thì cái này, cái chậu này thì bạn tưới đậm nước lên, tưới cho nó ướt hết. Rồi các bạn cứ mỗi ngày tưới vậy trong khoảng 2 tuần thì nó sẽ ra cái rễ. Đây là cái cây mình mới làm, mình sẽ quay cho bạn một số cây mà mình đã nhân giống 2 tuần trước đó. Bây giờ nó sống rồi. Các bạn thấy không? Cái này là mấy cây mình cắt nhánh của nó đó, cái mình nhân giống nó 2 tuần trước nè. Mình nhân giống nó. Nó tưới nó bây giờ nó sống rồi nè. Cái này á. Cái này là mình đã nhân giống nó lâu rồi, khoảng 2 tháng. 2 tháng trước đó, mình cắt nhánh đó. Mình nhân giống nó thì bây giờ là hai cái chậu này là khoảng 2 tháng nè. Là nó tươi tốt chút gì nè. Đó. Thì mình sẽ thử. Sẽ thử. Thử lấy cái chậu này đi. Lấy cái chậu này để mình đào lên mình coi cái rễ của nó cho nó
nó mọc được bao nhiêu nha, cho các bạn coi nha. Ây da, tội nghiệp quá. Mình lấy cái cây để mình lấy nó, để tội nghiệp nó đứt cái rễ của nó. Để mình cho các bạn coi là sau 2 tháng á, sau 2 tuần á, cái rễ nó mọc được bao nhiêu nha. Nó rất là dễ mà nhân giống cái cây hoa đó. Rồi để mình đi mua á, thì nó sẽ rất là tốn tiền. Ôi, nó bị đứt cái rễ rồi. Nó có cái rễ nè, mới có 2 tuần thôi mà nó có cái rễ nè. Các bạn có thấy nó có cái rễ không? Chắc mình bứng lên nó bị đứt cái rễ rồi. Nhưng mà cứ từ từ, khoảng sau 1 tháng bắt đầu 2 tháng là nó sẽ phát triển, nó sẽ mạnh lên lại. Đây, mình bỏ qua đây lại đi. Cái gầy đó làm như nó không có được cái rễ nhiều. Là mình lúc trước mình cũng nhân giống giống vậy đó, thì các bạn coi mấy cái chậu của mình nè. Cái này là mình cũng nhân giống nè. Bạn thấy không? Nó mọc ra rất là tốt luôn á, lá của nó rất là tốt luôn á. Cái này khoảng hơn 1 tháng mấy nữa là nó sẽ có bông rất là nhiều. Đó. Thì cái cách nhân giống chỉ vậy thôi. Khi mà nó bắt đầu lớn á, cây đó bắt đầu ra rễ đó, bắt đầu 1 2 tháng sau bắt bạn chuyển cái chậu lớn hơn cho nó. Chuyển cái chậu lớn hơn cho nó rồi mình cái chậu lớn hơn đó mình bỏ cái phân mà cái đất mà hồi nãy trong cái bao mà mình chỉ đó, các bạn bỏ vô cái chậu lớn, rồi các bạn thêm phân. Các bạn thêm phân này là loại này nè, mình chỉ cho các bạn coi phân loại này nè. Đó, nó sẽ chỉ cách sử dụng nó. Nếu cái chậu của bạn mà lớn bao nhiêu thì nó sẽ bỏ bao nhiêu muỗng. Như vậy thì thôi, bạn cứ tưới nước thôi, mỗi ngày một lần, khoảng 2-3 tháng thì nó sẽ ra những cái chậu hoa cúc như vậy. Nó rất là dễ trồng ha. Ok, thì chỉ như vậy thôi, mình chỉ cho các bạn cách mà đơn giản nhất mà mình đã từng trải nghiệm, mình đã từng làm được. Còn những mấy người mà họ làm chuyên nghiệp hơn á thì họ có biết cái cách chăm sóc thì chắc nó tốt hơn, nhưng mà mình biết tới đâu mình chỉ tới đó nha. Ok, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã coi được cái video của mình. Bye bye. Hẹn gặp lần tới nha.